Đừng biết ta lúc đi đường nhanh quá. Xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại chương trình trực tuyến được phát sóng trực tiếp trên fanpage của Bệnh viện Da Liễu Trung ương. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tân, đang công tác tại khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng Bệnh viện Da Liễu Trung ương. Và hôm nay thì tôi sẽ là MC đồng hành với quý vị khán giả trong chương trình live stream với chủ đề sẹo và những điều cần biết. Như quý vị đã biết thì sau những cái chấn thương, những cái vết thương thì có thể để lại những cái sẹo không mong muốn. Sẹo là một cái kết quả của một quá trình lành thương tự nhiên. Tuy nhiên thì đa phần thì sẹo xuất hiện sẽ gây ra một cái ảnh hưởng đến thẩm mỹ và là những sẹo không mong muốn, đặc biệt là ở những cái vùng mặt hoặc những vùng da hở. Những cái sẹo này có thể ảnh hưởng đến tâm lý, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và thậm chí là làm cho những bệnh nhân cảm thấy lo lắng, tự ti và trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và mời đến chương trình ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng Bệnh viện Da Liễu Trung ương. Thì hôm nay thì bác sĩ Sơn sẽ chia sẻ những cái thắc mắc, những câu hỏi của quý vị khán giả xoay quanh chủ đề sẹo và những điều cần biết ạ. Xin chào tất cả các quý vị khán giả. Trước khi bước vào phần chia sẻ về chuyên môn thì tôi sẽ điểm qua nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Thì hôm nay chương trình có 3 phần. Đó là phần 1 là chia sẻ về vấn đề sẹo và những điều cần biết. Phần 2 là sẽ hỏi đáp cùng với chuyên gia. Và phần 3 sẽ là một phần mà mọi người rất quan tâm, đấy là phần mini game. Và tôi sẽ đưa ra câu hỏi mini game của chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi này thì các bạn sẽ chọn một phương án đúng nhất. Câu hỏi là các loại sẹo thường gặp là: đáp án A là sẹo lồi, đáp án B là sẹo lõm, đáp án C là sẹo co kéo và đáp án D là cả ba đáp án trên. Tôi xin nhắc lại câu hỏi ạ. Đáp án A là sẹo lồi, đáp án B là sẹo lõm, đáp án C là sẹo co kéo và đáp án D là cả ba đáp án trên đều đúng. Và phần quà của mini game ngày hôm nay sẽ là 5 chai body lotion 400ml của hãng Ziaiza, dùng được cho cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Và để tham dự mini game này thì quý vị cần là thực hiện 2 bước sau đây. Bước 1 là like fanpage của Bệnh viện Da Liễu Trung ương. Và bước 2 là comment đáp án đúng. Và 5 người chơi may mắn là người sẽ nhận được phần quà, là người trả lời đúng và bốc được chúng tôi bốc thăm ngẫu nhiên vào cuối chương trình. Vâng, thì vào phần đầu tiên là phần 1 là chia sẻ về sẹo và những điều cần biết. Thì xin mời quý vị khán giả sẽ cùng xem một cái đoạn video về sẹo từ đây. Xin mời quý vị.
Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề về sẹo. Vậy thì sẹo là gì? Nguyên nhân nào có thể dẫn đến tình trạng sẹo? Và tình trạng sẹo gây ra những cái ảnh hưởng như thế nào đối với cơ thể chúng ta, kể cả chức năng lẫn thẩm mỹ, và chúng ta có thể phòng ngừa được những cái biến chứng, những cái tác dụng không mong muốn của sẹo gây ra. Trước tiên, sẹo là một cái tình trạng mà da bị mất đi cái tính toàn vẹn và gây ra một cái tình trạng cơ thể phải sửa chữa những cái tổn thương, những cái tổn khuyết do những cái tác nhân khác nhau gây nên. Và trong cái quá trình sửa chữa đó thì cơ thể mình sẽ phải tăng sinh ra tổ chức collagen, sợi xơ để bù đắp lại cái tổn khuyết của cơ thể và gây ra một cái tình trạng sẹo. Sẹo có thể do rất là nhiều những cái tác nhân khác nhau gây nên, từ các vấn đề về vết thương, những cái chấn thương, những cái bệnh lý, một số những cái bệnh lý rất dễ để lại sẹo, ví dụ như bệnh lý về trứng cá, sẹo lồi, v.v. Để có thể phòng ngừa và điều trị được sẹo một cách tốt nhất thì người ta thường phân ra các loại sẹo khác nhau để có thể có những cái phương pháp phòng ngừa và điều trị khác nhau. Có thể kể đến như là sẹo lồi, sẹo quá phát, rồi tình trạng sẹo tăng giảm sắc tố, sẹo lõm, sẹo giãn. Cho đến thời điểm hiện tại thì điều trị sẹo vẫn là một cái vấn đề thách thức rất là lớn. Có thể chia ra làm 3 cái phương pháp điều trị chính, là phương pháp điều trị nội khoa, phương pháp điều trị bằng thủ thuật, là phương pháp điều trị bằng phẫu thuật. Mỗi một phương pháp thì đều cho một cái kết quả khác nhau. Về điều trị nội khoa, chúng ta có thể sử dụng các biện pháp như là thuốc bôi, rồi một số những cái thuốc uống như là kháng histamine chống ngứa, hoặc là sử dụng những cái tấm dán rồi keo silicone để che phủ trên cái bề mặt của da, rồi sử dụng những cái liệu pháp về tăng áp lực trên cái bề mặt của sẹo để làm cho sẹo giảm đi, lồi lõm. Về các phương pháp điều trị thủ thuật, chúng ta có thể kể đến như là tiêm nội sẹo, rồi phương pháp điều trị bằng laser lỏng, rồi một số những cái thủ thuật như là lăn kim, một số những cái thủ thuật về laser, và cuối cùng thì phẫu thuật cũng là một cái phương pháp chính thống cơ bản để điều trị sẹo. Và phẫu thuật thì tuy không làm hết được sẹo, nhưng đây là một cái biện pháp mà có thể duy nhất có thể làm giảm đi cái thể tích và diện tích của sẹo. Tuy nhiên thì phẫu thuật là một cái biện pháp mà rất dễ bị tái phát trong những trường hợp mà sẹo quá phát, đặc biệt là sẹo lồi. Cho nên là cái xu thế điều trị sẹo hiện nay thì người ta sẽ kết hợp cả phương pháp điều trị phẫu thuật, phương pháp thủ thuật và nội khoa. Ngoài ra thì chúng ta có cách gì để có thể phòng ngừa sẹo được không? Thì chúng ta biết là thứ nhất là sẹo gây nên do cái tình trạng bệnh lý, hoặc là do một số những cái tổn thương như là chấn thương, thì chúng ta sẽ hạn chế tối đa những cái chấn thương, một số những cái tổn thương sẹo do bệnh lý như là bệnh lý trứng cá, thì chúng ta phải điều trị phòng ngừa bệnh lý thật là tốt để phòng ngừa những cái sẹo xấu. Chúng ta nên tuân thủ những cái chỉ dẫn của bác sĩ. Thông thường thì cái việc chăm sóc tại chỗ là hết sức quan trọng. Cái giữ ẩm là một cái môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho cái sẹo nó hình thành và phát triển một cách sinh lý nhất để phòng ngừa những cái tình trạng sẹo xấu, sẹo lồi cho các bạn. Chúng ta tránh trà sát, tránh gây kích thích sẹo. Chúng ta nên bôi thuốc phòng ngừa sẹo sớm, và các bạn nhớ là tuân thủ cái chỉ dẫn của bác sĩ một cách đầy đủ để có thể phòng ngừa tình trạng sẹo quá phát, sẹo lồi.
trong những trường hợp mà các bạn có cái vấn đề gì về sẹo thì hãy đến thăm khám trực tiếp tại khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Gia Liễu Trung ương. Chúng tôi sẽ khám trực tiếp cho các bạn, đánh giá cái tình trạng sẹo của mình cụ thể và sẽ đưa ra một cái giải pháp phù hợp nhất cho các bạn. Vâng, các bạn vừa đón xem một video về vấn đề về sẹo. Thế sau đây thì tôi cũng xin mời bác sĩ Sơn sẽ giải đáp một số các cái vấn đề liên quan đến sẹo. Chúng ta đều biết rằng thì sẹo thì có thể ảnh hưởng đến người bệnh cả về vấn đề sức khỏe lẫn vấn đề về tâm lý. Thế thì vậy cụ thể thì sẹo có thể ảnh hưởng đến người bệnh như thế nào thì xin bác sĩ Sơn hãy chia sẻ. Một cái vết sẹo đôi lúc thì có thể tưởng chừng như là nó rất là nhỏ bé. Tuy nhiên thì cái sức ảnh hưởng của nó thì đôi lúc cũng rất là lớn. Một cái vết sẹo có thể gây nên những cái tình trạng về sức khỏe như là gây ngứa, gây đau cho người bệnh. Vết sẹo có thể gây ảnh hưởng ra một cái về cái sức khỏe về thẩm mỹ, tức là cái tình trạng thẩm mỹ. Đặc biệt là khi những cái vết sẹo đấy xuất hiện ở vùng hở, đặc biệt là vùng mặt. Rồi những cái vết sẹo gây ra những cái tình trạng ảnh hưởng tâm lý đôi lúc cũng rất là nặng nề. Có những cái người bệnh chỉ một cái vết sẹo nhỏ ở trên mặt thôi đã khiến cho người ta rơi vào trong cái trạng thái rất là mặc cảm, tự ti và có thể là rơi vào cái trạng thái trầm cảm. Như vậy một cái vết sẹo tưởng chừng như là rất là nhỏ bé thôi nhưng mà cái sức ảnh hưởng của nó tới cái sức khỏe về kể cả thể chất lẫn tinh thần đôi lúc thì cũng rất là to lớn. Đã. Cảm ơn bác sĩ Sơn, đúng là thực sự mà nói là những sẹo nhỏ đôi khi cũng là một vấn đề rất lớn đối với bất kỳ bệnh nhân nào, đúng không ạ? Và trong video trên thì bác sĩ Sơn cũng đã chia sẻ về các khái niệm về sẹo, nguyên nhân hình thành sẹo. Vậy thì bác sĩ Sơn có thể nói rõ hơn một chút về cái cơ chế hình thành sẹo được không ạ? Chúng ta cứ có một cái hình dung tưởng tượng và để cho nó dễ dàng nhận biết được. Đó là khi mà da của chúng ta mất đi cái tính liền lạc của nó, bị tổn thương, cơ thể chúng ta phải hàn gắn lại cái tổn thương đó. Thì đấy là cái quá trình hình thành và phát triển lên một cái sẹo. Và tùy vào cái tình trạng mà cơ thể chúng ta hàn gắn cái vết thương đó, mà cái sẹo nó được hình thành và phát triển có thuận lợi hay không, có tạo nên những cái bất thường về những cái sẹo như là những cái sẹo bệnh lý chẳng hạn thì đều là do cái quá trình liền sẹo này gây nên. Được. Cảm ơn bác sĩ Sơn. Trong video thì bác sĩ Sơn cũng đã chia sẻ rất nhiều các cái phương pháp điều trị sẹo. Thế thì trong thực tế thì bác sĩ Sơn có thể qua cái việc thăm khám trên lâm sàng, bác sĩ Sơn có thể là chỉ ra một số những cái sai lầm mà trong quá trình mà bệnh nhân người ta chăm sóc điều trị sẹo, có thể bác sĩ Sơn có thể chia sẻ cho mọi người được không ạ? Thực ra một cái sẹo nó phụ thuộc vào hai cái vấn đề chính, là một là cái xử lý ban đầu của cái vết sẹo đấy là phụ thuộc vào hoàn toàn vào một cái kíp phẫu thuật ban đầu từ phía bác sĩ. Thế còn về phía người bệnh thì hoàn toàn phụ thuộc rất lớn vào cái quá trình chăm sóc. Và trong suốt cả cái quá trình chăm sóc này thì cái trình độ y học, nâng cao cái thưởng thức về y học của chúng ta cũng càng ngày càng tiến bộ. Nên là cũng rất là nhiều các quý vị đã biết cái cách chăm sóc cho cái vết sẹo của mình, cái vết thương của mình như thế nào cho nó hình thành cái sẹo tốt nhất. Tuy nhiên thì vẫn còn có những cái còn quý vị mà chưa biết cách, đã có dẫn tới những cái sai lầm trong cái cách mà chúng ta chăm sóc cái vết thương và làm cho cái vết sẹo nó được hình thành, nó không thực sự là trong cái quá trình sinh lý của hình thành sẹo, dẫn tới những cái hình thành những cái sẹo xấu. Một số những cái sai lầm mà chúng ta thường mắc ấy là cái quá trình làm sạch vết thương. Thì cái quá trình làm sạch vết thương này thì lại rơi vào hai cái thái cực. Một là có những cái bạn suốt ngày là chăm sóc một cách quá mức, một ngày thay băng rồi làm sạch tới 4-5 lần. Rồi có những bạn thì lại chăm sóc vết thương nó không được tích cực lắm,
dẫn tới cái việc để cho cái vết thương của chúng ta không thực sự là sạch thì cái quá trình hình thành sẹo nó diễn ra nó không được thuận lợi, dẫn tới cái việc mà cái sẹo nó không thực sự là trở nên nó sinh lý và nó đẹp hơn. Cái sai lầm thứ hai mà chúng ta cũng hay mắc phải đó là cái quá trình mà rất nhiều những cái quan niệm mà các bạn cho rằng là chúng ta phải để khô vết thương thì sẹo nó mới hình thành tốt. Nhưng mà khoa học đã chứng minh ngược lại, hay chúng ta cần phải giữ ẩm cái vết thương. Cái quá trình giữ ẩm vết thương này nó làm cho cái rút ngắn cái thời gian liền thương và nó làm cho cái vết thương nó hình thành nó sinh lý hơn và ít những cái vấn đề về tai biến, những cái vấn đề mà tạo sẹo xấu hơn. Một cái sai lầm thứ ba nữa là chúng ta sử dụng những cái thuốc để chăm sóc cái vết thương mà nó không rõ nguồn gốc xuất xứ, nó không được kiểm chứng, dễ gây ra những cái tình trạng mà phản ứng kích ứng cái vết sẹo. Cái sai lầm tiếp theo nữa là một số bạn không để ý và rất hay trà sát cái vết thương. Chúng ta biết là khi cái quá trình hình thành sẹo, chúng ta phải có những cái cơ chế nhất định để hàn gắn cái vết thương đấy. Và trong cái quá trình hàn gắn vết thương này, chúng ta trà sát, chúng ta kích thích cái sẹo như vậy thì cái sẹo nó không bao giờ nó hình thành và nó phát triển, nó đi theo đúng cái quỹ đạo của nó và rất dễ gây nên những cái tình trạng về sẹo quá phát hay là sẹo lồi. Một cái vấn đề cũng khá thường gặp nữa là chúng ta không tránh nắng. Không tránh nắng cho cái vết thương của chúng ta, dẫn tới rất dễ gây ra những cái tình trạng rối loạn về sắc tố, đặc biệt là những cái sẹo nó trở nên nó sẫm màu hơn so với cái vùng xung quanh. Và một cái sai lầm tiếp theo cũng phải chia sẻ với các bạn là chính chúng ta lại là những cái người mà không tuân thủ theo đúng cái phác đồ điều trị của bác sĩ. Bác sĩ đã tư vấn cho chúng ta là quá trình hình thành của sẹo và chúng ta phải can thiệp cái sẹo đấy thành rất là nhiều những cái đợt khác nhau và có một cái liệu trình nhất định là 2 lần, 3 lần và cái thời gian tối ưu nhất để chúng ta can thiệp nó thì chúng ta lại không tuân thủ một cách nó đầy đủ, dẫn tới cái hiệu quả điều trị của chúng ta nó kém đi. Thì đấy là một trong những cái trong cái quá trình mà khám bệnh chữa bệnh tại bệnh viện Gia Liễu Trung ương thì chúng tôi có nhận thấy là một số những cái sai lầm, một số quý vị mà rất hay những cái mắc phải như vậy, thì để cho các bạn cũng có những cái kiến thức nhất định, không những có thể là phục vụ cho bản thân mình, cho những người thân quen của mình để chăm sóc hình cho một cái sẹo nó hình thành được tốt. Vâng, cảm ơn bác sĩ Sơn đã chia sẻ cho chúng ta những cái sai lầm mà thường gặp trên bệnh nhân khi mà bệnh nhân trong quá trình điều trị sẹo. Phải nói là khá là nhiều những cái sai lầm mà rất thường gặp, đúng không ạ? Và với những mỗi một cái sai lầm như vậy đều có thể ảnh hưởng đến quá trình lành sẹo. Chính vì vậy là chúng ta cố gắng là càng tránh được nhiều sai lầm thì càng tốt, và chăm sóc đúng thì cái sẹo nó sẽ có sự lành thương tốt hơn. Vâng ạ. Và thưa các bạn, thì các cụ đã nói gì, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và mình và tôi cũng sẽ chia sẻ cho các bạn về vấn đề liên quan đến việc một số các cái cách để chăm sóc vết sẹo hiệu quả nhất. Thưa các bạn, thì chúng ta chăm sóc sau khi mà có một chấn thương và các bạn gặp phải và hình thành một cái vết thương thì các bạn nên thực hiện chăm sóc vết thương đấy càng sớm càng tốt để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Thế thì một số các cái lưu ý mà mình xin chia sẻ với các bạn để các bạn nắm được để có cách hiệu quả, để có sự chăm sóc hiệu quả. Đó là nhất là khi các bạn gặp một cái vết thương nào đó, các bạn nên có sự thăm khám bởi các bác sĩ có chuyên môn để đánh giá đúng về cái tổn thương và có các cái hướng điều trị tốt nhất cho bạn. Còn những cái việc chăm sóc thì các bạn cũng nên lưu ý là sau khi bị chấn thương thì các bạn nên làm sạch vết thương hàng ngày. Thứ hai là các bạn cũng nên lưu ý là sử dụng các cái sản phẩm bôi có tác dụng dưỡng ẩm để cung cấp độ ẩm cho sẹo. Như bác sĩ Sơn đã chia sẻ trước đó thì một vết sẹo mà có độ ẩm tốt thì sẽ lành thương tốt hơn. Thứ ba là các bạn nên tránh nắng trong quá trình sẹo hình thành để hạn chế những ảnh hưởng đến sự lành sẹo cũng như vấn đề tăng sắc tố. Thứ tư là các bạn không nên cậy vẩy của sẹo khi sẹo khô
Việc cậy vẩy đấy chỉ làm cho sẹo sẽ trở nên trầm trọng hơn và cái sẹo sẽ không đẹp. Và thứ tư là các bạn cũng nên thăm khám bác sĩ để điều trị những cái vấn đề bệnh lý mãn tính mà hình thành sẹo. Và một điều quan trọng nữa là các bạn nên sử dụng kem trị sẹo, kem bôi trị sẹo để hạn chế vấn đề hình thành sẹo xấu. Đấy là một số các cái lưu ý mà các bạn cho các bạn trong việc chăm sóc sẹo. Và sau đây thì có lẽ là sẽ là thời lượng còn lại chúng cùng bác sĩ Sơn sẽ trả lời một số các cái câu hỏi của khán giả. Và chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, thưa các bạn. Sau đây thì tôi cũng sẽ đọc lại một số các câu hỏi mà khán giả đã đưa ra để xin mong bác sĩ Sơn giải đáp giúp cho các bạn. Câu hỏi về câu hỏi đầu tiên là em bị sẹo lồi ngay ở đầu gối cũng khá lâu rồi, thấy không ảnh hưởng đến nên em cứ kệ. Nhưng thời gian gần đây thì sẹo ngứa và em cũng đã đi khám và được tư vấn bác sĩ thì bác sĩ chỉ định tiêm. Sau 2 lần tiêm thì có cải thiện, tuy nhiên thì cải thiện không nhiều và bác sĩ bảo phải tiêm khoảng chừng 10 lần. Em đang không biết có nên tiếp tục điều trị hay không. Thấy lâu quá mà không khỏi hoàn toàn, vì vậy nhiều người bảo là bảo có thể lồi trở lại. Thì xin bác sĩ cho em lời khuyên. Bạn bị cái sẹo ở đầu gối đã 2 năm rồi mà bây giờ nó lại trở nên nó ngứa, nó đau, thì chứng tỏ cái sẹo 2 năm rồi mà nó chưa ổn định. Thì qua một số những cái triệu chứng như vậy thì bác sĩ cũng có thể nắm bắt được và có thể nghĩ rằng bạn đang có cái tình trạng sẹo lồi. Sẹo lồi là một trong những cái sẹo mà điều trị khó khăn nhất trong cái quá trình điều trị. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể đưa ra được những cái giải pháp để mà điều trị cho những cái tình trạng sẹo này là tốt nhất. Vậy thì chúng ta phải căn cứ vào cái thực tế là cái mức độ sẹo của bạn như thế nào. Nó có gây co kéo khớp của bạn hay không? Có gây ra những cái tình trạng khác, ví dụ như là loét hay là những cái tình trạng rối loạn khác, mà từ những cái tình trạng cụ thể như thế và chúng tôi sẽ quyết định đưa ra một cái giải pháp điều trị cho bạn phù hợp nhất. Khi bạn đến tư vấn điều trị thì các bác sĩ cũng có khuyên bạn nên điều trị bằng thuốc tiêm. Thì thực sự là thuốc tiêm cũng là một cái giải pháp điều trị tốt. Tuy nhiên thì cái xu thế điều trị trong cái sẹo lồi, sẹo quá phát bây giờ là đa liệu pháp trong điều trị. Vậy thì có thể là chúng ta có thể sử dụng một cái đơn liệu pháp, như là bạn đơn thuần là chỉ có tiêm thuốc điều trị sẹo thôi. Nhưng mà chúng ta cũng có thể kết hợp thêm nhiều phương pháp khác. Ví dụ chúng ta có thể là tiêm hai loại thuốc kết hợp với nhau, hoặc là chúng ta sử dụng thêm một số những cái thủ thuật khác, hoặc là phẫu thuật, rồi chúng ta kết hợp thêm một số những cái thủ thuật khác. Tuy nhiên thì để có được một cái phác đồ điều trị đúng và tốt nhất cho bạn thì chúng tôi cần phải có cái thăm khám cụ thể nhất định, và tùy vào cái tình trạng sẹo cụ thể đó và chúng ta đưa ra một cái phác đồ điều trị cho bạn tốt nhất. Vâng. Cảm ơn bác sĩ Sơn. Câu hỏi thứ hai do một khán giả đã comment ở trên fanpage là: em chào bác sĩ, cho em hỏi, em bị chấn thương dập mu bàn chân trái đã được vá ra 6 năm trước. Hiện vết sẹo gây khó chịu cho sức khỏe, tê bì ở bàn chân. Liệu có giải pháp nào để xử lý không ạ? Cái tê bì ở bàn chân này thì bạn cũng chưa nói rõ. Cho nên là tôi cũng không rõ được là cái mất cảm giác do cái tình trạng sẹo, cái ghép da đấy, thì thường là cái cảm giác nó hồi phục nó kém. Tuy nhiên thì 6 năm rồi, thì nếu như mà có hồi phục thì nó đã hồi phục rồi. Thế còn tôi cũng chưa rõ là đây là cái tình trạng mà bạn bị mất cảm giác ở vùng xung quanh cái tổn thương đấy, hay là mất cảm giác ở trên cái miếng da ghép đấy.
Thì tùy vào cái tình trạng cụ thể, bạn nên đến bệnh viện Gia Liễu Trung ương để chúng tôi có thể thăm khám cụ thể cho bạn và đưa ra những cái lời khuyên tốt nhất cho bạn. Đã, vâng, cảm ơn bác sĩ Sơn. Có lẽ là bạn cũng sắp xếp một chút thời gian để có thể qua thăm khám tại bệnh viện để được các bác sĩ khám và tư vấn trực tiếp và đánh giá chi tiết tổn thương của bạn. Vâng, câu hỏi thứ ba. Em chào bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi, em thấy nhiều người mách có thể dùng nghệ tươi để trị sẹo, trị thâm. Điều này có đúng không ạ? Em cảm ơn. Sơn ạ. Thực sự là tôi muốn chia sẻ cùng với các bạn là kinh nghiệm dân gian ấy thì cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì không phải là những cái kinh nghiệm đó cái gì cũng đúng. Bởi vì nó không có những cái minh chứng khoa học một cách rõ ràng. Tuy nhiên thì trên thực tế mà chúng tôi khám chữa bệnh tại bệnh viện thì chúng tôi nhận thấy nghệ tươi rất hay gây ra những cái tình trạng kích ứng da. Khi các bạn sử dụng có thể gây ra cái tình trạng mà da xung quanh rồi vết sẹo đấy bị bỏng rộp. Thế là thực sự là khuyên các bạn trước khi sử dụng một cái gì đó mà theo kinh nghiệm dân gian thì các bạn hết sức thận trọng trong cái lựa chọn những cái kinh nghiệm dân gian để điều trị cho mình. Thực sự ra thì tôi nghĩ rằng là trong cái xã hội bây giờ ấy thì một cuộc điện thoại hoặc là bỏ chút một thời gian chúng ta có thể đến thăm khám trực tiếp bác sĩ, chúng ta sẽ có những cái lợi ích thiết thực và bổ ích nhất. Cảm ơn bác sĩ Sơn. Một câu hỏi này thì cũng là một câu hỏi thắc mắc của nhiều khán giả. Đó là hiện nay thì trên thị trường thì có quảng cáo rất nhiều các loại sản phẩm trị sẹo, điều trị sẹo, xóa sẹo. Và các sản phẩm này thì có rất nhiều các mức giá khác nhau và rất tràn lan. Thế thì một quý thính giả muốn hỏi bác sĩ Sơn rằng là thì với những cái sản phẩm đó thực tế thì hiệu quả có vai trò thực sự hay không? Và nên lựa chọn sản phẩm như thế nào? Vâng ạ. Tất cả những cái sản phẩm mà điều trị sẹo chính thống nó có thể coi như là một thứ thuốc điều trị, mà đã là một cái sản phẩm, một thứ thuốc trước khi đưa ra thị trường để cung cấp cho người bệnh sử dụng thì đều được kiểm nghiệm. Nó có những cái công bố, có những cái công trình nghiên cứu nhất định về cái hiệu quả của những cái thuốc đó như thế nào. Rồi những cái tai biến, tác dụng phụ có thể gặp khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm này. Vậy thì phải khẳng định với các bạn là tất cả những cái thuốc mà đưa ra thì đều có những cái hiệu quả nhất định. Tuy nhiên thì cái hiệu quả của nó đến mức nào thì chúng ta là điều chúng ta cần bàn thôi. Thế còn đã là thuốc đưa ra thị trường thì đều có kiểm nghiệm đầy đủ của Bộ Y tế cho phép thì chúng ta mới có thể cung cấp được cái sản phẩm đấy trên thị trường. Đó. Tức là chúng ta có tất cả các loại thuốc đều có thể có tác dụng mức độ nào đó. Tuy nhiên là để mà chọn được một sản phẩm tốt và hiệu quả tốt thì cũng phải cần có những lời khuyên và có sự tìm hiểu nhất định, đúng không ạ? Vâng ạ, một câu hỏi nữa từ một khán giả, đó là sau khi mà một bạn này bạn bấm bị lỗ tai và bạn xuất hiện một cái sẹo lồi lỗ tai và bạn này đã được phẫu thuật 2 lần rồi. Tuy nhiên là sau phẫu thuật thì vẫn tái phát ạ. Và bệnh nhân này muốn hỏi rằng là có cách nào mà điều trị dứt điểm được cái sẹo lồi ở tai này hay không? Vâng ạ. Một cái tình trạng sẹo lồi rất thường gặp ở vùng dái tai. Thì tôi cũng chưa rõ là bạn sau khi mà phẫu thuật xong cái sẹo đấy thì có sử dụng những cái biện pháp khác để phòng ngừa sẹo hay không. Tuy nhiên thì phẫu thuật là một cái biện pháp mà nó có thể giúp ích cho chúng ta cải thiện được cái không những về khối lượng sẹo mà diện tích sẹo nó cải thiện được cho chúng ta. Tuy nhiên thì cũng là một cái nhược điểm là nó rất dễ bị tái phát. Thế để nâng cao cái hiệu quả của cái phương pháp điều trị này thì chúng ta cần phải có những cái thủ thuật, những cái điều trị tiếp theo đó
mà trong cái quá trình điều trị ở đây thì tôi nhận thấy là chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta phẫu thuật xong, là không tái phát nữa. Cho nên là rất dễ trong cái tình trạng mà chúng ta phẫu thuật xong một vài tháng sau nó lại tái phát trở lại. Cho nên là một cái lời khuyên với các bạn là tất cả những cái biện pháp nào mà bác sĩ đã khuyên chúng ta, đã tư vấn thì chúng ta phải ghi nhớ. Đặc biệt là trong cái tình trạng điều trị sẹo lồi là một trong những cái giải pháp mà chúng ta phải điều trị nhiều lần. Chứ không thể nói, không thể điều trị một lần xong là chúng ta về, chúng ta quên bẵng đi. Thì một thời gian sau nó lại lồi trở lại. Vâng ạ, tức là sẹo lồi là một sẹo rất dễ tái phát. Và chúng ta cần phải thăm khám và điều trị theo đủ liệu trình để theo dõi cái sự tái phát đó. Vâng ạ, một câu hỏi nữa là một câu hỏi cũng có nhiều bạn hỏi và nhiều bạn gặp phải. Nên cũng xin hỏi chung đây luôn ạ. Ra tay em sau khi điều trị sẹo lồi thì sẹo có bị xẹp đi, tuy nhiên là phần sẹo này thì trở nên màu trắng, có màu trắng rất nổi bật và không đều màu. Vậy thì có phương pháp nào để điều trị được cái tình trạng này hay không ạ? Và xin bác sĩ hãy chia sẻ. Đây là một cái tình trạng mà bị rối loạn sắc tố. Và cụ thể hơn nó là cái tình trạng mất sắc tố sau cái điều trị sẹo gây nên. Hầu hết những cái trường hợp này là do những cái tế bào mà tạo nên sắc tố cho da của chúng ta ấy, nó bị tổn thương và mất đi cái sắc tố ở vùng da này. Chúng ta hoàn toàn là có thể sử dụng một số những cái biện pháp giống như là cái tình trạng bệnh lý về bạch biến. Chúng ta ghép tế bào sắc tố. Tuy nhiên thì cái hiệu quả nó như thế nào và tùy vào cái tình trạng sẹo cụ thể mà chúng tôi sẽ đưa ra những cái giải pháp tốt nhất cho bạn. Thế còn về cái điều trị rối loạn sắc tố thì hiện tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương cũng đã đang triển khai cái điều trị không những cho những cái bệnh lý về bạch biến mà còn điều trị cho những cái rối loạn sắc tố do những cái sẹo nó gây nên. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ Sơn. Và một câu hỏi nữa thì có lẽ là rất là thú vị và cũng rất liên quan rất nhiều nữa đến bác sĩ Sơn. Một bạn hỏi rằng là em muốn mở góc mắt trong, nhưng sau khi tham khảo trên nhiều hội nhóm thì thấy mọi người bảo rằng là phẫu thuật này kiểu gì cũng sẽ để lại sẹo. Tùy người cơ địa lành thì sẽ mờ hơn, còn không thì sẽ để sẹo trắng, lồi và trông rất mất thẩm mỹ. Xin bác sĩ tư vấn cho em. Và bác sĩ Sơn cũng là một chuyên gia về phẫu thuật trong tạo hình về vùng mắt ạ. Thì cũng xin bác sĩ Sơn chia sẻ kinh nghiệm của mình và cũng tư vấn cho bạn ạ. Các bạn ạ, đã can thiệp phẫu thuật ý, thì không cái phẫu thuật nào mà không để lại sẹo. Có điều là cái sẹo mà do cái phẫu thuật đấy nó gây nên, nó có phải là cái vấn đề mà chúng ta nó gây ra cái tình trạng mất thẩm mỹ hay không? Hoặc nó mờ đến cái mức mà chúng ta không nhìn thấy nó thì cũng coi như là không có sẹo, chứ chẳng có cái phẫu thuật nào mà không để lại sẹo cả. Tuy nhiên thì những cái hình ảnh mà chúng ta có thể làm được, chúng ta sau khi phẫu thuật làm cho đôi mắt của chúng ta trở nên to hơn, đẹp hơn, mà cái tình trạng đấy, tình trạng sẹo thì có thể để lại nhưng mà nó không rõ. Nhìn nó trong cái giao tiếp thông thường của các bạn mà chúng ta không nhìn rõ nó thì chúng ta cũng có thể coi như là không có sẹo. Tuy nhiên thì cũng phải nói chia sẻ thực sự với các bạn là trong cuộc sống và trong thực tế thì có những cái lúc mà chúng ta cũng được cái nọ, chúng ta sẽ mất cái kia. Chúng ta muốn có một cái phẫu thuật làm cho mắt của mình nó to hơn, đẹp hơn thì chúng ta phải có những cái biện pháp phẫu thuật. Tuy nhiên thì nếu như mà trong cái quá trình phẫu thuật đấy mà cái sẹo để lại nó không đáng kể thì chúng ta coi như là chúng ta không có cái sẹo đấy và chúng ta phải chấp nhận những cái một cái khía cạnh nào đó chúng ta mất đi một chút xíu nào đó mà chúng ta được những cái rất là lớn thì chúng ta vẫn nên làm chứ. Tuy nhiên thì để đánh giá được cái tình trạng mắt của bạn có cần thiết phải mở rộng góc mắt hay không,
có nguy cơ gì về tạo sẹo, về bệnh lý hay không thì các bạn phải đến thăm khám một cách cụ thể thì chúng tôi mới có thể đưa ra cái lời khuyên tốt nhất cho các bạn được. Thế còn vẫn là một cái vấn đề muôn thuở mà, cái gì cũng có hai mặt của nó. Thế thì chỉ có thăm khám một cách cụ thể thì chúng tôi mới đánh giá được cái lợi ích và cái nguy cơ để rồi mà đưa ra cho các bạn cái lời khuyên tốt nhất. Vâng. À, cũng khá nhiều câu hỏi ạ. Còn một câu hỏi tiếp theo là: bác sĩ ơi, em thấy sẹo lồi điều trị xong thì thấy có thể bị tái phát trở lại. Vậy em bị sẹo rỗ sau khi điều trị xong thì có bị lại hay không? Và sẹo rỗ thì để lâu có nặng hơn không, thưa bác sĩ? Ồ, một câu hỏi thì cũng rất là thú vị. Tuy nhiên thì với một cái sẹo lồi ý, thì người ta có thể coi như là một cái sẹo bệnh lý. Có nghĩa là nó sẽ tiến triển và nó đáp ứng với điều trị cũng không được tốt lắm. Tuy nhiên thì một số những cái sẹo khác sau khi mà hình thành thì nó mang cái xu thế nó ổn định và nó duy trì ở cái mức độ như vậy. Thì đối với cái sẹo lõm ấy, là cái sẹo ổn định. Tức là sau khi chúng ta đã không may mà bị những cái vết sẹo như vậy, để lại những cái sẹo lõm thì chỉ 6 tháng, 1 năm sau nó hình thành cái sẹo đấy và sẹo ổn định thì nó sẽ cố định cho chúng ta ở cái mức độ như thế. Chứ ít khi có những cái sẹo mà nó tiến triển tiếp tục, nó không giống như cái sẹo lồi. Thế là nếu như mà chúng ta không may mà có những cái vết sẹo lõm, đặc biệt là cái sẹo lõm sau trứng cá thì nó hình thành lên và nó sẽ ổn định cho chúng ta ở cái mức độ như vậy. Và nó cũng khác với cả cái sẹo lồi. Là trong cái sẹo lồi chúng ta điều trị mà chúng ta không có điều kiện theo dõi thì rất dễ bị tái phát. Nhưng với những cái sẹo lõm mà chúng ta điều trị xong, nó ổn định cho chúng ta, nó cải thiện được mức độ bao nhiêu thì nó sẽ giữ vững cho chúng ta ở cái mức độ như thế. Vâng. Có lẽ là thời lượng chương trình không còn nhiều thì xin phép được đưa ra bác sĩ Sơn một câu hỏi cuối cùng. Cho em hỏi, em bị bỏng nước sôi, hiện tại chỗ bỏng đang bị da non, đang lên da non. Trong thời điểm này thì em cần phải bôi hay làm gì để tránh sẹo, thưa bác sĩ? Cái giai đoạn mà như bạn nói đấy là chúng ta sau khi bị bỏng hoặc là chúng ta bị một cái chấn thương nào đó để lại một cái vết sẹo và cái quá trình hình thành sẹo đang bắt đầu. Đây là một cái giai đoạn rất quan trọng cho chúng ta chăm sóc. Thì như chia sẻ ngay từ đầu của chương trình, một số bạn đã hỏi thì cái chăm sóc của chúng ta lúc này trở nên rất là quan trọng. Trước tiên là bạn cần phải làm sạch cái tổn thương này, làm sạch một cách nhẹ nhàng. Cái thứ hai nữa là các bạn phải giữ ẩm cho cái vết thương này. Thứ ba là chúng ta cần phải tránh nắng. Thứ tư là chúng ta cần phải tránh trà sát, tránh kích thích cái vết sẹo. Và khi mà cái vết thương đã liền cái bề mặt của nó rồi, chúng ta có thể sử dụng một số những cái sản phẩm mà để hỗ trợ cho cái quá trình lành thương, đặc biệt là những cái sản phẩm như là silicone dạng gel hoặc là silicone dạng tấm dán để chúng ta có thể hỗ trợ cho cái quá trình liền thương nó tốt hơn để cho cái sẹo nó hình thành một cách sinh lý nhất. Vâng ạ. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Sơn vì những chia sẻ rất là hữu ích cho tất cả quý vị khán giả ở đây. Và tôi biết rằng là sẽ còn rất nhiều những cái câu hỏi nữa của quý vị khán giả. Và xin các mời các quý vị khán giả có thể comment vào fanpage thì chúng tôi sẽ tập hợp lại những cái câu hỏi đó và sẽ giải đáp cho quý vị sau đó, vì thời lượng chương trình không còn nhiều ạ. Vâng ạ, và bây giờ thì tôi xin phép là cùng bác sĩ Sơn sẽ chuyển sang phần 3. Thì phần 3 là một cái phần mà có lẽ là rất nhiều người mong chờ, đúng không ạ? Là phần mini game. Và tôi xin nhắc lại câu hỏi của chương trình. Đó là: các loại sẹo thường gặp là: A là sẹo lồi, B là sẹo lõm, C là sẹo co rút,
Và đây là tất cả các đáp án trên. Và đáp án chính xác là đáp án D. Thưa quý vị, là tất cả các đáp án trên, sẹo lồi, sẹo lõm và sẹo co kéo thì đều là những sẹo thường gặp. Vâng, và ngay lúc này thì trên tay tôi thì đang là một rất nhiều các cái lá thăm. Và bác sĩ Sơn cùng tôi sẽ bốc ngẫu nhiên 5 người sẽ đã được phần quà trong của chương trình ngày hôm nay và đã trả lời đúng và làm theo đúng các bước cùng như là trả lời nhanh nhất, đúng không ạ? Và có lẽ xin bác sĩ Sơn, mời bác sĩ Sơn sẽ bốc thăm trước ạ. Vâng ạ. Rồi, tôi rất là vui khi tham gia cùng chương trình cùng với bác sĩ Tân trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Thu Hà. Vâng ạ. Một bạn may mắn đầu tiên trả lời đúng. Dạ, bác Nguyễn Thu Hà. Dạ. Xin mời bác sĩ Tân ạ. Dạ vâng ạ. Tôi cũng rất là vinh dự. Dạ vâng. Xin chúc mừng bạn Trâm Tỷ Tỷ. Vâng ạ, Trâm Tỷ Tỷ ạ. Vâng. Bạn này chắc là nickname là nick Facebook ạ. Vâng. Không biết tên thật của bạn là gì ạ. Bạn Trâm Tỷ Tỷ ạ. Là bạn thứ hai ạ. Vâng ạ. Tôi xin phép được tiếp tục ạ. Chắc phải lắc đều lên để cho chúng ta có cái công bằng hơn ạ. Có lẽ là hai bạn đầu là hai bạn nữ đúng không ạ? Bạn tiếp theo là Nguyễn Doãn Tuấn. Xin chúc mừng ạ. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Doãn Tuấn. Vâng, xin phép bác sĩ Sơn là tôi sẽ bốc người thứ tư ạ. Vâng ạ, người thứ tư ạ là bạn Kim Anh Trần ạ. Tức là Trần Kim Anh ạ. Vâng, nickname là Kim Anh Trần ạ. Vâng ạ. Chúc mừng bạn. Cuối cùng. Nãy giờ là có 3 bạn. Có 5 thôi đúng không ạ? Vâng ạ, có 5 rồi ạ. Và đã có 3 bạn nữ và 1 bạn nam rồi ạ. Các bạn thử đoán xem đây là bạn nữ hay bạn nam. Một bạn có một cái tên rất là giống với cả Trạng Nguyên đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Hiền. Vâng ạ. Và 5 bạn này sẽ nhận được phần quà của mini game ngày hôm nay. Đó là 5 chai body lotion 400ml của nhãn hàng Giaza và dùng được cho trẻ em, trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh ạ. Vâng ạ, xin chúc mừng 5 bạn ạ. Vâng. Vâng ạ. Và thưa quý vị và các bạn thì chương trình trực tuyến sẹo và những điều cần biết ngày hôm nay thì xin phép được khép lại và hy vọng rằng là tất cả chúng ta đã có được những cái thông tin rất là bổ ích, hữu ích qua sự chia sẻ của bác sĩ Sơn cùng với chương trình. Và mong rằng là quý vị khán giả sẽ có những cái thông tin, có những sự hiểu biết đúng và đủ và biết về điều trị và phòng tránh để hạn chế được hình thành những sẹo xấu, đúng không ạ? Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt quý vị khán giả. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại vào số tiếp theo ạ.